có tìm trợ lý ở đội tuyển Thái Lan. Hôm 25 tháng 7, huấn luyện viên Akira Nishino đã gặp gỡ đại diện các câu lạc bộ thai lích và lãnh đạo liên đoàn bóng đá Thái Lan. Bên cạnh việc điều chỉnh lịch đấu, việc nhà cầm quân Nhật Bản sẽ chọn ai làm trợ lý trong ban huấn luyện tuyển Thái Lan cũng được quan tâm. Trước đó, Nishino tuyên bố sẽ sử dụng một ban huấn luyện toàn người Thái Lan. Theo báo chí Thái Lan, ông Nishino sẽ trọng dụng người tiền nhiệm Sirisak ở Thái. Sirisak dẫn dắt tuyển Thái Lan sau khi huấn luyện viên Milovan Rajevac bị sa thải tại ASEAN CUP 2019. Người còn lại có thể là huấn luyện viên U19 Thái Lan, Isara Sritaro. Khi được hỏi về khả năng bổ nhiệm Sirisak hoặc Isara cho vị trí huấn luyện viên của đội U23 và buộc Nishino phải tìm trợ lý khác,